Nhịp đập thị trường chứng khoán trong tuần từ ngày 14 đến ngày 18 tháng 11 năm 2022, sau 2 tuần giảm điểm liên tiếp, thị trường đã có sự hồi phục trở lại. Cụ thể, kết thúc tuần giao dịch từ ngày 14 đến ngày 18 tháng 11, BN Index tăng 1,6% lên 969,33 điểm, HNX Index tăng 0,6% lên 190,87 điểm. Giá trị giao dịch trên HOSE tăng 11,4% so với tuần trước đó lên 58.720 tỷ đồng tương ứng với khối lượng giao dịch tăng 24% lên 3.857 triệu cổ phiếu. Giá trị giao dịch trên HNX tăng 2,3% so với tuần trước đó lên 4.638 tỷ đồng tương ứng với khối lượng giao dịch tăng 37,7% lên 434 triệu cổ phiếu. Thị trường hồi phục trong tuần qua giúp phần lớn cổ phiếu các nhóm ngành đều hồi phục. Trong đó, nhóm cổ phiếu nguyên vật liệu tăng mạnh nhất với mức tăng 5,7% giá trị vốn hóa Động lực tăng chủ yếu đến từ việc nhóm cổ phiếu thép hồi phục mạnh với các đại diện như HPG tăng 22,8%, HSG tăng 11%, NKG tăng 7,6%. Tiếp đến nhóm tài chính cũng bật tăng với 4,6% giá trị vốn hóa. Trong đó có thể kể tới những mã như SSI tăng 15,2%, HCM tăng 4,8%, VND tăng 13,3%, SHS tăng 9,4%. Nhóm ngành bất động sản cũng hồi phục tốt trong đó VHM tăng 8,7%, VIX tăng 20,8%, DIG tăng 2,1%, NLG tăng 11,1%, KDH tăng 9,4%. Cổ phiếu ngành dược phẩm và y tế tăng mạnh thứ ba với 2,3% giá trị vốn hóa, các đại diện như DHG tăng 2,2%, IMP tăng 12,8%. Các nhóm còn lại tăng nhẹ như ngân hàng tăng 0,7%, hàng tiêu dùng tăng 0,3%. Ở chiều ngược lại, Nhóm dầu khí giảm mạnh nhất thị trường khi bốc hơi tới 9,5% giá trị vốn hóa. Các cổ phiếu tiêu biểu trong nhóm này như BSR giảm 14%, OIL giảm 10,1%, PVD giảm 11,9%, PVS giảm 13,2%, PLX giảm 7,7%. Các ngành có mức giảm nhẹ là dịch vụ tiêu dùng giảm 1,5%, công nghệ thông tin giảm 2%, tiện ích cộng đồng giảm 0,6%, công nghiệp giảm 0,1%. Một điểm tích cực nữa trong tuần qua đến từ khối ngoại khi họ có tuần mua dòng thứ hai liên tiếp trên hai sàn với tổng cộng giá trị mua dòng đạt 5.155,09 tỷ đồng. Xét theo khối lượng dòng, STB là mã chứng khoán được mua dòng nhiều nhất với 50,2 triệu cổ phiếu. Tiếp theo là HPG và SSI với lần lượt 46,2 triệu cổ phiếu và 26,4 triệu cổ phiếu. Ở chiều ngược lại, MBB là mã chứng khoán bị bán dòng nhiều nhất với 5,7 triệu cổ phiếu trên thị trường phái sinh. Hợp đồng tương lai VN30 tháng 12 năm 2022 đang thấp hơn so với chỉ số cơ sở VN30 với mức trên âm 8,2 điểm cho thấy các trader vẫn đang nghiêng về khả năng thị trường có thể điều chỉnh trong tuần giao dịch tới. Theo phân tích kỹ thuật, thị trường hồi phục sau 2 tuần giảm liên tiếp và thanh khoản trong tuần qua cũng gia tăng so với 2 tuần giảm trước đó, tiếp tục ở trên mức trung bình của 20 tuần gần nhất. Điều này cho thấy là lực cầu mua lên trong tuần qua là thực sự thuyết phục đã áp đảo bên bán cổ phiếu ở những mức giá thấp. Với việc hồi phục trong tuần qua, VN Index vẫn được giữ trong kênh giá Dow Trend trước đó chứ không bị chuyển sang một trạng thái tiêu cực hơn khi ngưỡng tâm lý 900 điểm đã được test thành công trong hai phiên ngày 15 tháng 11 và 16 tháng 11. Với việc giờ SI14 trên biểu đồ đã tạo ra phân kỳ với giá từ trước đó nên kỳ vọng lực cầu sẽ tiếp tục gia tăng trong tuần tiếp theo để giúp VN Index hướng đến ngưỡng kháng cự tâm lý 1.000 điểm. Theo nhận định, với việc chốt tuần ở mức 969,33 điểm, VN Index đang dần vượt xa trên ngưỡng hỗ trợ kênh giá và tâm lý 900 điểm. Tuy nhiên, theo phân tích kỹ thuật thì chỉ số vẫn chưa phá vỡ đường kháng cự để thoát khỏi kênh Dow Trend kéo dài nối các đỉnh giá cao nhất tháng 8, tháng 9 và tháng 11 năm 2022 cho đến nay. Hiện VN Index đã tiệm cận kênh này, với đà hồi phục mạnh mẽ trong 3 phiên cuối tuần có thể hy vọng VN Index sẽ phá vỡ xu hướng Dow Trend cũ và chuyển trạng thái sang vận động tích cực hơn. Xét ở góc độ trung hạn, từ tháng 8 năm 2022 đến nay thị trường đã Dow Trend được khá sâu và hiện tại điểm số VN Index đã về tương đương thời điểm trước đại dịch COVID là giai đoạn thị trường tích lũy cạn kiệt tin cậy trước con sóng lớn trong giai đoạn 2020 đến 2022 và vùng điểm số hiện tại 900 000 điểm có thể đem lại hy vọng thị trường sẽ ngừng đà giảm và bắt đầu chu kỳ tích lũy hồi phục trở lại trên thế giới thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên thứ sáu ngày 18 tháng 11 sau một tuần giao dịch đầy biến động được gây ra từ những thông tin liên quan đến chỉ số giá tiêu dùng CPI cũng như những điệp khúc tăng hay giảm lãi suất của Fed. Đóng cửa, chỉ số S&P 500 tăng 0,48% lên 3.965,34 điểm, trong khi chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones tăng 199,37 điểm, tương đương 0,59% lên 33.745,69 điểm. Nasdaq Composite với nhiều mã thiên về lĩnh vực công nghệ đã đi ngang với mức tăng chỉ 1,1 điểm tương ứng 0,01% lên 11.146,06 điểm. Một cuộc họp của các quan chức phép vào thứ năm đã đẩy lùi suy đoán rằng việc tạm dừng thắt chặt tiền tệ đã gần kề. Trong suốt tuần qua, rất nhiều nhận xét được đưa ra từ các cuộc phát biểu riêng biệt trên khắp đất nước đã khiến cổ phiếu và trái phiếu trở nên hỗn loạn. Cuối tuần thì các chỉ số cuối cùng cũng tăng trở lại sau những tín hiệu tích cực về lạm phát. Lạm phát gần đây chỉ có dấu hiệu điều tiết, với dữ liệu giá tiêu dùng và giá sản xuất vẫn ở mức cao mặc dù đã giảm vào tháng 10. Trong khi đó, doanh số bán lẻ của Mỹ tăng nhanh nhất trong 8 tháng so với cùng kỳ, khiến các nhà hoạch định chính sách giảm bớt thông điệp nghiêm ngặt giảm chi phí. Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Minneapolis New Calgary cho biết mức độ mà các nhà hoạch định chính sách dự kiến sẽ tăng lãi suất quỹ liên bang quan trọng của họ vẫn là một câu hỏi mở. Bình luận của ông được đưa ra sau khi Chủ tịch Fed ST Louis James Bullard và Chủ tịch Fed San Francisco Mary Daly, mỗi người cho biết Ngân hàng Trung ương đang xem xét mức lãi suất cuối kỳ lên tới 5,25%. Còn tại châu Á, các thị trường chứng khoán biến động trái chiều trong phiên giao dịch chiều ngày 18 tháng 11 do sự thận trọng của các nhà đầu tư tràn ngập các sàn giao dịch chốt phiên giao dịch này chỉ số Nikkei 225 của thị trường Tokyo giảm 0,1% xuống 27.899,77 điểm, chỉ số Hang Seng của Hồng Kông giảm 0,3% xuống 17.992,54 điểm và chỉ số Shanghai Composite của thị trường Thượng Hải giảm 0,6% xuống 3.097,24 điểm. Tương tự, thị trường chứng khoán như Singapore và Mumbai cũng đồng loạt giảm điểm. Tuy nhiên, thị trường Sydney, Seoul, Wellington, Manila bangkok và jakarta vẫn ghi nhận tăng điểm trong tuần qua